sóc mà nó còn kêu xin ăn nữa. Đợi từ từ lấy cơm cho ăn nha. Từ từ tôi lấy cơm cho tụi con ăn. Cuộc sống là những vất vả, cuộc sống là những bon chen, cuộc sống thật hối hả nên em chọn một cuộc sống giản dị, giải cứu thiên nhiên và động vật, chăm sóc thú hoang dã. Dạ. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, người ta vẫn ganh tị với em. Dạ. Ganh tị với người chả có gì để ganh tị. Mưa rồi. Phóng xanh cho bà Lê Thị Kiệt, tốt quá, trời đổ cơn mưa luôn. Em nấu ăn cho em với chó. Đồ ăn thì đã làm sẵn hết rồi, chỉ có cơm là em tự nấu luôn. Một ngày 3 lon gạo. Em sẽ ăn một chén. Dạ. Phần cơm cứng cứng này để cho con chó nó ăn. Em sắn cái phần mềm mềm em ăn. Rồi xong. Còn lại là của mấy nó. Mỗi ngày phóng sanh. Một năm phóng sanh 365 ngày, toàn là những loài nguy cấp trong tự nhiên. Ai ủng hộ em thì người đó có được nhiều phước đức. Thời Covid mà mọi người không tranh thủ tạo phước cho bản thân mình đi. Chứ cứ tiêm vaccine hoài cho đến khi nào, cho đến khi nào, cho đến khi nào. Đây. Mưa tới rồi, đi bơi với đáy cá luôn mọi người ơi.